Người đàn ông một mình ăn mừng sau khi trả hết 5 tỷ tiền thua lỗ chứng khoán, chủ quán có hành động bất ngờ. Một người đàn ông gọi bàn đầy thức ăn. Chủ quán đi dọn bàn thấy vậy thì cho rằng người đàn ông đang đợi bạn đến. Tuy nhiên người đàn ông tỏ ra khá buồn bã, ông cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó rồi lại bỏ xuống. Người đàn ông cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống thở dài khiến cho chủ quán đang dọn dẹp thấy vô cùng khó hiểu. Thấy người đàn ông ngồi một mình và mãi không có ai đến, chủ quán lúc này không nén nổi tò mò nên đã đứng lại hỏi chuyện. Người đàn ông trung niên nói xong liền lắc đầu ngậm ngùi. Chủ quán lúc này an ủi vài câu rồi cũng bỏ ra quầy. Người đàn ông lại ngồi thẫn thờ bên bàn ăn. Có lẽ chẳng ai có thể hiểu hết được những khó khăn vất vả mà ông đã phải trải qua. Lúc này thanh niên chủ quán bất ngờ quay lại, anh cầm trên tay hai cốc bia và mời người đàn ông trung niên. Người đàn ông khá bất ngờ, lúc này nụ cười đã nở trên môi của ông. Chỉ là vài câu động viên của một người xa lạ nhưng chứa đựng sự quan tâm, cảm thông và khích lệ vô cùng to lớn đối với người đàn ông trung niên.